bạn thân mến, nhà thơ Giang Nam đã từng viết trong một thi phẩm của mình: Tây tiến biên cương mờ lửa khói, quân đi lớp lớp động cây rừng. Và bài thơ ấy, con người ấy vẫn sống muôn đời với núi sông. Khi đọc những dòng thơ này thì có lẽ ngay bây giờ ở trong đầu chúng ta sẽ hiện ra thi phẩm mà nhà thơ Giang Nam đã vô cùng xúc động để viết nên những lời thơ ấy, đúng không ạ? Đó chính là bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Và chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục 5 phút học văn mỗi ngày. Ngày hôm nay, chị sẽ chia sẻ cùng với các bạn thông tin về nhà thơ Quang Dũng cũng như là bài thơ Tây Tiến, một trong số những văn bản trọng tâm trong chương trình ngữ văn lớp 12 các bạn nhé. Trước tiên, chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu về tác giả Quang Dũng trước nha. Khi tìm hiểu về tác giả này thì chị chú trọng tới hai vấn đề. Thứ nhất, đó là về con người của nhà thơ Quang Dũng. Và thứ hai là về sự nghiệp sáng tác của nhà thơ này. Nói về con người của nhà thơ Quang Dũng thì trong nền văn học Việt Nam hiện đại, nhà thơ Quang Dũng được biết đến với hình ảnh của một người nghệ sĩ đa tài. Làm thơ, viết văn, vẽ tranh, soạn nhạc, thứ gì người nghệ sĩ này cũng làm giỏi cả. Thế nhưng Quang Dũng vẫn được biết đến trước tiên với tư cách của một nhà thơ. Hãy chú ý giúp cho chị nhé. Đó cũng là lý do vì sao mà chúng mình sẽ quan tâm nhiều nhất, đó là về sự nghiệp sáng tác của tác giả này. Trong quá trình làm thơ của mình thì đề tài Quang Dũng thường chú ý đó là về người lính và về quê hương xứ Đoài Mây Trắng. Về đề tài người lính, chúng ta có thi phẩm Tây Tiến là một trong số những thi phẩm vô cùng tiêu biểu. Còn về quê hương xứ Đoài Mây Trắng của ông thì các bạn đã từng nghe đến những vần thơ này chưa ạ? Vầng trán em vương trời quê hương, mắt em dìu dìu buồn Tây Phương. Tôi nhớ xứ Đoài Mây Trắng lắm, em có bao giờ em nhớ thương. Đấy là những cái đề tài chính mà nhà thơ Quang Dũng thường viết trong những thi phẩm của mình. Nói về giọng thơ, giọng điệu riêng của nhà thơ Quang Dũng, chúng ta có thể thấy đó cũng chính là cái sự khác biệt trong ông khi sáng tác. Giọng thơ của nhà thơ Quang Dũng được gói gọn trong 4 từ: hồn hậu, phóng khoáng, lãng mạn và tài hoa. Và ông là một trong số những nhà thơ tiêu biểu của thơ ca kháng chiến chống Pháp. Quang Dũng là một người vô cùng chân chất, khiêm tốn, sống đạm bạc và không thích khoa trương hoặc nói về mình hay tác phẩm của mình. Trong trò chuyện, quan hệ giữa bạn bè, ông thường sẽ là người lắng nghe người khác nói hơn là đặt vấn đề. Quang Dũng được biết đến với hình ảnh một người nghệ sĩ có vóc người tầm thước, đẹp trai và rất giỏi về văn nghệ. Ông cũng là một trong số những tác giả mặc dù không để lại quá nhiều tác phẩm cho nền văn học Việt Nam, thế nhưng mà mỗi cái tác phẩm của ông thì đều ghi một cái dấu ấn riêng trong lòng của độc giả, được không ạ? Các bạn thân mến, đó là những cái thông tin về tác giả Quang Dũng. Các bạn sẽ chú ý giúp chị nhé. Bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau chuyển sang bài thơ Tây Tiến. Chúng ta sẽ cùng nhau nói về nhan đề của cái tác phẩm này một chút. Tây Tiến ở đây hiểu một cách đơn giản, đó là tiến về phía Tây. Nhưng mà cái nhan đề này chúng mình sẽ hiểu theo nghĩa đây là tên gọi của một binh đoàn. Binh đoàn này thì được thành lập vào mùa xuân năm 1947 với lực lượng chủ yếu là thanh niên Hà Nội. Có cái nhiệm vụ lúc bấy giờ là phối hợp với quân đội Lào để chống lại quân đội Pháp. Và chúng ta thấy rằng là địa bàn hoạt động của cái binh đoàn này thì rất là rộng, bao gồm có tỉnh Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, miền Tây Thanh Hóa và sang cả sầm nứa của Lào nữa. Trong những cái ngày tháng rất gian khổ với gì ạ, điều kiện thiếu thốn như thế, nhưng họ sống rất lạc quan và chiến đấu vô cùng dũng cảm. Các bạn thân mến, đó là những cái thông tin về binh đoàn Tây Tiến, cũng chính là cái thông tin về nhan đề của bài thơ này. Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhé. Nói về hoàn cảnh sáng tác, đây là phần quan trọng nhất mà chúng mình cần phải nắm được, thì sẽ có những cái mốc thời gian cơ bản như sau mà các bạn sẽ cần chú ý giúp cho chị. 1947, 1948 và 1986. Năm 1947 thì Quang Dũng gia nhập binh đoàn Tây Tiến. Sau đó một khoảng thời gian không lâu vào năm 1948 thì Quang Dũng điều chuyển sang đơn vị khác. Cũng trong năm đó, ông tham dự một cái đại hội thi đua ở làng Phù Lưu Chanh. Khi ấy thì bao nhiêu những cái niềm thương nỗi nhớ
đã quay trở về và để rồi thúc giục Quang Dũng viết bài thơ Tây Tiến. Bài thơ này thì ban đầu có tên là Nhớ Tây Tiến, nhưng sau đó thì đã được tác giả đổi tên thành Tây Tiến. Và bài thơ này được in trong tập thơ Mây Đầu Ô, xuất bản vào năm 1986. Các bạn chú ý giúp chị nhé. Đây sẽ là những cái mốc thời gian mà các bạn cần phải ghi nhớ về hoàn cảnh sáng tác của bài thơ Tây Tiến. Chúng ta sẽ cùng nói về bố cục của văn bản này. Chị sẽ chia bài thơ Tây Tiến này ra thành 4 phần. Phần số 1, phần số 2, phần số 3 và phần số 4. Phần số 1 của chúng ta thì sẽ bao gồm 14 câu thơ đầu. Nội dung của 14 câu thơ này là hình ảnh của những người lính Tây Tiến trên phong nền của thiên nhiên miền Tây và trong những cái chặng đường hành quân gian khổ. Được không ạ? Tiếp theo 8 câu thơ tiếp vẫn tiếp tục là hình ảnh của những người lính Tây Tiến trong kỷ niệm về một cái đêm liên hoan văn nghệ đốt lửa trại và một buổi chiều sông nước Tây Bắc mênh mang mờ ảo. Phần thứ 3 chúng mình có 8 câu thơ tiếp vẫn tiếp tục là hình ảnh của những chiến binh Tây Tiến thuở ấy với một cái nhìn trực diện mang trong mình vẻ đẹp, hào hùng, hào hoa, lãng mạn và bi tráng. Và cuối cùng 4 câu thơ cuối. Đây là cái sự quay trở lại hình ảnh của những chiến binh Tây Tiến. Và chị gọi đây là khúc vĩ thanh về hình ảnh người lính Tây Tiến. Được không ạ? Vậy thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là cái chung xuyên suốt của cả cái bài thơ này chính là hình ảnh của những chiến binh Tây Tiến thuở ấy. Và tất cả được diễn tả qua một cái cảm xúc chủ đạo bao trùm lên cả bài thơ này. Đó chính là nỗi nhớ. Được không ạ? Tất cả đều là những cái ký ức, đều là những cái hoài niệm của nhà thơ Quang Dũng trong những cái năm tháng gắn bó cùng với những người đồng chí đồng đội của mình. Hay nói cách khác, người ta vẫn thường nói rằng là bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng ấy chính là khúc độc hành của nỗi nhớ thương. Các bạn ơi, đây chính là cái phần thông tin mà trong ngày hôm nay chị cung cấp cho các bạn về bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Chị rất là hy vọng rằng là với cái phần cung cấp thông tin này của chị thì các em đã có thể nắm được rõ hơn về tác giả Quang Dũng cũng như là một trong số những cái văn bản thơ vô cùng quan trọng trong chương trình ngữ văn lớp 12, bài thơ Tây Tiến. Sẽ sớm thôi, chị sẽ quay trở lại cùng với các bạn trong chuyên mục 5 phút học văn mỗi ngày. Và nếu như các bạn muốn chị tiếp tục chia sẻ với chúng mình về một cái tác phẩm nào đó hay về một phần kiến thức nào đó thì các bạn có thể để lại comment tại đây. Và đừng quên thả tim cho chị nhá, được không nào? Cảm ơn các bạn rất nhiều bởi vì đã xem hết cái phần video clip ngày hôm nay. Và chị hẹn gặp lại các bạn ở trong chuyên mục 5 phút học văn mỗi ngày vào tuần tới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!